Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thấy NDE. Thưa các bạn, vào hôm trước thì admin đã chia sẻ với anh em dự án nhận Anbot Christmas Remix NFT trên Gashi. Ghi nhầm cả chữ Gashi anh em này. Và hôm nay thì admin trước tiên chia sẻ với anh em là hiện tại thì cái NFT 4 trên 4 thì chúng ta đã có thể bắt đầu claim NFT 4 trên 4 rồi. Thì mình đã claim đủ bộ NFT 4 trên 4 là cái NFT Final đấy. Thì mình đã claim xong rồi nhé. Thì bây giờ anh em nào có NFT đã sở hữu đủ NFT ấy, thì các bạn thực hiện chính nhé, chọn vào Gashi ID, chọn profile này, chọn sang OAT này, và chúng ta ấn vào cái NFT đấy luôn nhé. Có bốn cái ta ấn vào cả bốn này, ở đây nó có phần ID này, nên ta copy cái đoạn số ID này để chúng ta nhập ở trên kia. Thì chúng ta sẽ lần lượt nhập 4 trên 4, 2 trên 4 và đấy, mình sẽ lần lượt nhập nhé. Trước tiên là ID của con này trước này. Các bạn sẽ vào vào đây để người ta nhập này. Và đúng cái giao diện của mình đang mở cho anh em đây, chúng ta nhập này, chúng ta vào convert xem này. Em chờ chút nhé. Convert OAT. Để mình xem nó sao nó lại vậy nhỉ. À, ừ, nhầm. Đây mới chính là cái này đúng này. Chờ mình thế. Nhập luôn. Em chờ tí nha, mình đít cái ví này ra. Nó phải đúng là cái ví ấy cơ, hôm nãy mình kết nối sai. Đây là thoát ra nè nhé. MetaMask này phải kết nối chính xác cái ví đấy cơ. Đó, bây giờ mình xin này. À, đúng rồi, đúng rồi anh em nhỉ. Đúng xong được ta. Đấy, sau khi kết nối nhé, chúng ta chọn vào mục này này. Thử lại xem nào. Thì nha, 1 trên 4 thì nó báo lỗi. Để tôi chuyển nó mà polygon rồi nè. Thử cái file lần nữa nhé, cái file lần cái cuối nhé. Đấy, cái cuối cùng, ngon. Úi trời ơi, tuyệt vời. Mình được một cái voucher NB, cái con Angua này, chả biết nó cái gì. A mình ghép, mình ghép ghép con phơm hết rồi. Angua thông báo đó. Ôi mảnh B nó mảnh kém các bác ạ, mảnh S mới là mảnh xịn nhá. Mảnh B thì mình chỉ là cái mảnh gọi là mảnh cùi thôi. Vãi trưởng, mảnh B là mảnh kém anh em ạ. Đây nó có các thứ hạng này, S là cao nhất còn gì nữa đúng không ạ? S này, D này, B này. Nó cay thế, mình 34 không ăn được con S rồi. Mà Converse đây. USD đây. Đây còn có cả phần thưởng BUSD và Xmas Remit. Để xem nào. Asset Margin. Để thử thử cái ID 3 trên 4 nó là có được không? À, ID 3 trên 4 này, bạn nó có Angua, bạn chỉ có thể rút một lượt một Forecast Watcher chỉ giá 10. Bạn có tiếp tục draw không?
có thể. Bạn chỉ có thể rút một Forecast Watcher trị giá 10 USD tiếp tục Block không? Chúng ta có thể được roll tiếp là chúng ta ra thôi. NFT là import. Thôi mình cứ nghịch chứ nhá. NFT mình nghĩ nhiều khi cũng không quan trọng lắm. Hay là mình nghịch tí. Để thử xem nào. Mình mở phần mi này. Nhiều khi nó không quan trọng lắm, để tớ test luôn cả cho anh em. Từ từ đã, để mình xem thử cái N1 là sao nào. Nice này. Trên thực tế khi các bạn sở hữu cái NFT Envua này thì các bạn sẽ có cơ sẽ được min min Enbot ở trên đây. Thì cái Enbot này thì cái token Enbot này thì không biết là đã có giá lít sàn chưa, mình nghĩ là đã lít rồi. Đấy, Enbot đây đây chính là nó. Đây giá là 0,0021 lít ở trên PancakeSwap đúng không ạ? Giá thì rất là rẻ. Nhưng mà cũng cũng được đúng không ạ, nếu mà các bạn có NFT này người ta min thì cũng ngon đấy, bởi vì các bạn cứ để đấy thôi chả phải làm gì cả đấy. Còn ở đây nhá, ở đây thì mình cho các bạn xem lại về cái phần này, anh em vẫn có thể là đổi này cái NFT khác đấy, tuy nhiên là từ cấp độ B như mình thì có lẽ đổi thì chưa chắc được S nên mình cũng không muốn đổi lắm. Còn nếu mà anh em nó hên ấy thì sẽ có thể nhận được thậm chí là NFT Expert and World thì ngon. Mình cũng đang phân vân ra là liệu có nên đổi không, để thì mình thử thử đổi đi. Thế là nó không quan trọng lắm, bởi vì là những cái dự án kiểu này thì nếu đổi được mà thành NFT ngon xịn thì có khi lại thơm hơn, để mình thử cho nhé. Bạn nào có ăn vua bạn chỉ thể rút một forecast voucher trị giá 10 đô tiếp tục vẽ. Có thể bạn có thể chỉ rút được một, nghĩ cũng tiếc anh em nhỉ, phân vân quá cơ, thực sự là phân vân nhá. Khi mà nhìn thấy cái này nó dịch ra thì xì sợ là nó chỉ ra cái voucher 10 đô thôi. Rồi rồi, để mình thử lại xem nào. Quyết định, tớ quyết định là sẽ draw lại nhé, draw lại. Chơi. Không được, không được anh em ạ. Không đổi được các bạn, không đổi được. Úi giời ơi. Các bạn đã chỉ được draw một lần thôi. Giá nó mà ra được cái con Xcreamer thì ngon nhỉ. Để xem nào. Để xem nó trả về ví MetaMask chưa nhỉ. Trước bốn hai phút trước nó chưa trả lại thế nào. Polygon tính anh em biết là sao, từ tính kế là bán đấy nhưng mà thôi, không 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 trả, không trả để bán đâu đấy. Thì nhìn chung thì nếu anh em ra được cái con kia thì bỏ làm min cũng được, min chơi chơi cũng được đúng không ạ. Đấy, ở đây có cả test này, test để người ta tăng trưởng này. Insert to do. Checker. Cái này phải nạp tiền. Đấy. Là test để người ta tăng trưởng cái con NFT chúng ta. Yêu cầu phải có tiền. Độ mi này thì cũng chậm anh em nhỉ, hơi chậm đúng không ạ? Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau min cái hoặc là nhận được cái tài thưởng mà chúng ta xứng đáng nhận được sau khi mà các bạn đã cùng với mình tham gia những cái chương trình iLoop ở trên Gasly với dự án Nbot này.
Hy vọng đối với cái dự án này thì tất cả anh em trên kênh chúng ta tuy có thể là không nhận phần quà, không không nhận được những thứ nó giá trị ngay lập tức, nhưng mà nhận được những cái NFT độc đáo như là NFT Expert Remix Enqua hay là NFT S này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.